Thưa quý vị, qua hơn 3 năm đi vào hoạt động, lực lượng 911 Công an Đà Nẵng đã khẳng định thương hiệu, tạo ấn tượng đẹp trong lòng người dân thành phố, là khắc tinh của bọn tội phạm hình sự gây rối an ninh trật tự, an toàn giao thông trên đường phố. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong những ngày sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo chân Tổ công tác 911 Công an Đà Nẵng, tuần tra kiểm soát các tuyến đường thuộc phường Mỹ An, quận Hoành Sơn vào đêm khuya của những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, chúng tôi mới cảm nhận được sự nhọc nhằn căng thẳng của các cán bộ chiến sĩ tham gia vào đội quân đặc biệt này. Họ là nhóm liên quân đến từ các phòng cảnh sát hình sự ma túy, cơ động cảnh sát giao thông. Ban ngày họ thực hiện công việc theo chuyên môn nghiệp vụ. Về đêm họ chia thành từng tổ đến các khu vực có phức tạp về an ninh trật tự nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật. Trong quá trình công tác đến nay thì cái lực lượng 911 là đã trải qua rất nhiều đợt và đến nay là đợt thứ 13. Thì với các cái kinh nghiệm thì đã tham gia cái tổ 911 thì bản thân tôi cho rằng đến nay là cái lực lượng 911 là anh em đã nắm rất cụ thể về cái quy trình, về cái kế hoạch, về cái biện pháp triển khai. Cho nên là cái việc là anh em tham gia là luôn luôn là đạt cái hiệu quả và đảm bảo được cái kế hoạch của giám đốc là giao cho anh em. Vào những ngày dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần này thì tình hình trật tự an toàn giao thông trên đường, trên các tuyến đường thì rất là phức tạp. Người dân thì ra đường nhiều để ngồi mua sắm, đi ăn, đi chơi lễ, vui chơi Tết, nên chúng tôi phải tăng cường thường xuyên liên tục vào, đặc biệt với lễ ban đêm. Hoạt động chính của các tổ công tác 911 là dừng kiểm tra, xử lý người phương tiện tham gia giao thông có nghi vấn hoạt động phạm tội, nghi vấn tàng trữ trái phép các loại vũ khí, hung khí, công cụ hỗ trợ, chất ma túy, chất cháy nổ. Các đối tượng thanh thiếu niên điều khiển ô tô, mô tô, xe gắn máy lạng lách, đánh võng, nẹt bô, chở quá số người quy định và các đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm pháp khác khi tham gia giao thông. Đến thăm và động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng 911 Công an Đà Nẵng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhấn mạnh: để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, để nhân dân đón Tết một cách vui vẻ, an toàn nhất, thì lực lượng công an của chúng ta, lực lượng 911 của chúng ta phải đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái nội dung này. Chính vì thế mà tôi đề nghị các đồng chí thì cũng khắc phục những cái khó khăn, thì tập trung triển khai cái nhiệm vụ phân công cụ thể từng địa bàn để chúng ta tuần tra kiểm soát, để xử lý các cái vụ xảy ra trên cái địa bàn thành phố chúng ta, để làm sao mà nhân dân chúng ta đón Tết một cách an toàn, vui vẻ, thật sự là mọi người, mọi nhà đều có một cái xuân đầm ấm nhất. Lãnh đạo Công an Đà Nẵng cho biết, thời gian tới, lực lượng 911 Đà Nẵng sẽ thường xuyên thay đổi thời gian, phương thức, kết hợp vừa chốt chặn, vừa tuần tra để kiểm soát chặt địa bàn. Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện và có những hỗ trợ phù hợp để lực lượng đặc nhiệm hoàn thành nhiệm vụ, góp phần giữ bình yên cho người dân và du khách đến với Đà Nẵng.